đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Vì sao VFF không sa thải ông Chausseur? Cần kiên nhẫn với thầy Chausseur. Tương lai của bóng đá Việt Nam do ai quyết định? Vì sao VFF không sa thải ông Chausseur? Thất bại nặng nề tại Asian Cup 2023 đã khiến cho dư luận buộc phải đặt câu hỏi về vị trí huấn luyện viên trưởng của ông Philippe Chausseur ở tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Giải đấu tại Qatar không phải thất bại đầu tiên của ông Chausseur, trước đó đội U22 của ông cũng thua tâm phục khẩu phục Indo tại bán kết SEA Games, còn tuyển quốc gia thua Iraq tại vòng loại World Cup. Những kết quả thất vọng cùng chia lý gây tranh cãi khiến cho nhiều người đặt ra câu hỏi về việc có nên tiếp tục đồng hành cùng huấn luyện viên này. Dự kiến trên kết quả Asian Cup, bối cảnh năm 2024 và thời hạn hợp đồng, hiện tại có lẽ chưa phải lúc để nói lời chia tay ông Chausseur. Thứ nhất, 2024 là năm cực kỳ bận rộn của đội tuyển Việt Nam, là năm trọng điểm của chiến dịch vòng loại World Cup 2026. Đội sẽ đá 4 trận còn lại của vòng loại 2 và thêm 6 trận nữa của vòng loại 3. Hai trận đầu với Indo diễn ra ngày tháng 3 tới đây. Quỹ thời gian chuẩn bị là không nhiều, thay đổi lớn ở vị trí huấn luyện viên trưởng sẽ khiến cho Việt Nam không kịp thích nghi, từ đó tác động tiêu cực tới kết quả vòng loại World Cup 2026. Giải đấu vốn là mục tiêu lớn nhất của bóng đá Việt Nam vài năm tới đây. Bản thân ông Chausseur cũng đã xác định World Cup là mục tiêu hàng đầu trong hợp đồng cùng bóng đá Việt Nam. Điều này mới được Tổng Thư ký của Liên đoàn bóng đá Việt Nam Dương Nghiệp Khôi tái khẳng định chiều nay. Hợp đồng của ông Chausseur rất chặt chẽ, có thời hạn và nhiệm vụ cụ thể, chúng ta sẽ phải tôn trọng, kiên nhẫn và ủng hộ ông ta. Thứ hai, hợp đồng của ông Chausseur với VFF mới ký hồi đầu năm 2023, kéo dài 3 năm và hiện còn chưa hết năm đầu tiên. Việc phá vỡ hợp đồng sớm vì thế sẽ rất phức tạp, phải qua đàm phán kéo dài và khó tránh khỏi một khoản đền bù đáng kể. Đây chắc chắn không phải tình thế pháp lý VFF muốn vướng vào. Thứ ba, do vòng loại World Cup đã cận kề, VFF sẽ không có nhiều thời gian để tìm người thay thế phù hợp. Mà ngay cả khi tìm được, huấn luyện viên kế nhiệm cũng khó có đủ thời gian để thiết lập lối chơi mới cho đội tuyển. Trước đó, VFF từng mất rất nhiều thời gian để đàm phán cùng ông Chausseur khi huấn luyện viên Park Hang-seo từ chối gia hạn hợp đồng. Kết thúc sớm với ông Chausseur cũng có thể truyền đi một thông điệp xấu tới giới huấn luyện viên, thông điệp về sự thiếu kiên nhẫn của VFF. Liên đoàn chắc chắn không mong muốn mình trở thành một tổ chức thiếu tầm nhìn kiểu vậy trong mắt bạn bè quốc tế. Thứ tư, công bằng mà nói thì Asian Cup vẫn có những điểm sáng. Bên cạnh thảm bại trước Indo, tuyển Việt Nam đã để lại dấu ấn đáng kể trước Nhật Bản và sau đấy là Iraq. Đoàn quân của ông Chausseur cho thấy tính tổ chức và lối chơi kiểm soát đã thành hình, giới thiệu được một số gương mặt và cho thấy năng lực tấn công trước các đối thủ hàng đầu châu lục, 4 bàn vào lưới Nhật Bản và Iraq. Những kết quả ấy có được trong bối cảnh tuyển Việt Nam khủng hoảng chấn thương, mất nguyên cả đội hình, còn mặt bằng khu vực và châu lục đều tiến bộ đáng kể. Đương nhiên nói như thế không có nghĩa VFF cứ phó mặc toàn bộ cho Chausseur. Các vấn đề của tuyển Việt Nam như hiệu quả của chiến lược trẻ hóa, việc thiếu trọng dụng nhóm cựu binh đều cần được mổ xẻ và rút kinh nghiệm. Các ban chuyên môn của VFF cần có tiếng nói và góp ý nhiều hơn cho ông Chausseur. Bản thân huấn luyện viên người Pháp cũng cần nhìn nhận lại mình. Tại Asian Cup, nhiều quyết định của ông đã bị giới chuyên môn đánh giá là dập khuôn, thậm chí có phần bảo thủ. Tóm lại, Việt Nam vẫn cần ông Chausseur, trọng tâm của đội tuyển sẽ là tháng 3 tới đây. Với hai trận đấu gặp Indonesia, ông thầy người Pháp buộc phải có được những kết quả tích cực nếu như muốn gắn bó lâu dài của bóng đá Việt Nam. Cần phải kiên nhẫn với thầy Chausseur. Đội tuyển Việt Nam đã khép lại hành trình Asian Cup 2023 với thành tích không như mong đợi. Những chiến binh sao vàng thua cả 3 trận, ghi được 4 bàn và để thủng lưới 8 bàn. Huấn luyện viên Chausseur tất nhiên là người phải chịu áp lực lớn nhất vì kết quả này. Mục tiêu không hoàn thành. Ngay từ khi có kết quả bốc thăm Asian Cup 2023, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam đã được xác định. Việc nằm chung bảng với hai đội tuyển rất mạnh của châu Á là Nhật Bản và Iraq khiến thầy trò ông Chausseur chỉ có thể hy vọng giành tấm vé đi tiếp với vị thế một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Trận đấu với Indonesia có ý nghĩa quyết định trong kế hoạch này. Tiếc rằng chính trận đấu với đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á lại là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam chơi tệ nhất. Chính xác hơn, hiệp 1 trận đấu với Indo là hiệp đấu kém hiệu quả nhất trong hành trình Asian Cup của thầy trò ông Chausseur. Các cầu thủ đã bị bất ngờ trước cách tiếp cận trận đấu cực kỳ mạnh mẽ và chủ động của đối thủ. Sự vùng lên trong nửa sau trận đấu đã không thể giúp cho Việt Nam lật ngược được tình thế. Thất bại sát nút trước Indo đã chính thức khiến cho những chiến binh sao vàng bị loại, bất chấp kết quả của lượt trận cuối cùng. Trong khi đó, hai trận đấu tới với các đối thủ trên tầm là Nhật Bản và Iraq lại mang đến nhiều tín hiệu tích cực hơn. Trước Nhật Bản, các học trò của thầy Chausseur đã thể hiện một lối chơi hợp lý, biết mình biết người và tương đối hiệu quả trong việc hạn chế sức mạnh của Samurai Xanh. Đẳng cấp quá vượt trội của ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu giúp Nhật Bản có được chiến thắng. Những màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam thực sự đáng khen ngợi. Tại trận đấu cuối cùng với Iraq, các cầu thủ cũng đã thi đấu rất nỗ lực ngay cả khi còn 10 người trên sân vì tấm thẻ đỏ của Khuất Văn Khang. Thậm chí là những chiến binh sao vàng đã có cơ hội chiến thắng trước khi gục ngã bởi nền tảng thể lực suy kiệt cùng với những sai lầm cá nhân nơi hàng phòng ngự.
bài học lớn cho các cầu thủ trẻ. Nếu như chỉ nhìn với kết quả, đội tuyển Việt Nam đã có những bước thụt lùi so với Asian Cup 2019 khi mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo lọt vào đến vòng tứ kết. Mặc dù vậy, nếu như nhìn vào lực lượng mà thầy Chausseur có ở giải đấu lần này, việc những chiến binh sao vàng sớm dừng chân cũng không phải điều quá bất ngờ. Đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup có một đội hình trẻ trung và điều đó đồng nghĩa với việc họ có kinh nghiệm thi đấu hơn hẳn so với các đàn anh. Việc một loạt ngôi sao hàng đầu như Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tiến Linh đồng loạt vắng mặt đã khiến cho ông Chausseur mất đi những trụ cột dày dạn trên cả ba tuyến. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến những màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam, thể hiện rất rõ ở những sai lầm cá nhân dẫn đến hậu quả đáng tiếc mà tình huống phạm lỗi dẫn đến penalty của Thanh Bình, Minh Trọng hay tấm thẻ đỏ của Văn Khang là minh chứng. Nhìn ở góc độ tích cực, những trận đấu tại Asian Cup 2023 đem đến trải nghiệm quý giá cho những cầu thủ trẻ được thầy Chausseur chọn lựa. Nhiều người trong số họ thậm chí còn chưa được ra sân nhiều tại V-League. Và việc bước ra sân chơi châu lục sẽ mang đến bài học thực sự cần thiết trong quá trình phát triển sau này. Trong tương lai lâu dài, chính những cầu thủ trẻ của ngày hôm nay sẽ là trụ cột trong thời gian tới của đội tuyển. Về mặt cá nhân, nhiều cầu thủ đã để lại dấu ấn đậm nét. Nguyễn Philip có màn trình diễn đáng tin cậy trong lần đầu tham dự một giải đấu cùng đội tuyển. Bùi Hoàng Việt Anh cho thấy anh hoàn toàn xứng đáng trở thành hạt nhân của hàng phòng ngự với khả năng đọc tình huống, chọn vị trí cùng thể hình lý tưởng. Không thể không nhắc tới Đỉnh Bắc, tiền đạo chưa tròn 20 tuổi đã gây ấn tượng mạnh trong trận đấu với Nhật Bản. Chausseur đang phải chịu áp lực lớn sau thất bại tại Asian Cup 2023. Nhưng công bằng để mà nói, nhà cầm quân người Pháp cần thêm thời gian để các cầu thủ thực sự thấm nhuần triết lý chơi bóng của mình và tạo nên một hệ thống có tính kết nối rõ ràng hơn. Sau Asian Cup, đầu tháng 3 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung để chuẩn bị cho hai trận đấu quan trọng với Indo tại vòng loại thứ hai World Cup 2026. Trận đấu lượt đi diễn ra trên sân khách ngày 21 tháng 3, còn lượt về tại sân vận động Mỹ Đình ngày 26 tháng 3. Tương lai của bóng đá Việt Nam do ai quyết định? Một huấn luyện viên giỏi và phù hợp có thể giúp đội tuyển thành công, nhưng không thể quyết định tương lai của một nền bóng đá. Số 1, trong lần trò chuyện với các cầu thủ, ông Park Hang-seo nói rằng suy cho đến cùng, chúng tôi chỉ là người nước ngoài mà thôi. Chúng tôi có thể giúp các anh, còn để tạo động lực chính cho sự phát triển lâu dài của bóng đá Việt Nam, các anh sẽ phải gánh vác. Các anh chịu trách nhiệm cho bóng đá Việt Nam trong tương lai và không ai làm thay được. Chia sẻ này đầy ý nghĩa. Thành công của bóng đá Việt Nam trong hai đoạn 2008 và 2018 là minh chứng. Cuối tháng 9 năm ngoái, ông Calisto trở lại Việt Nam để hội ngộ với các học trò như Việt Thắng, Minh Phương, Tài Em, Công Vinh, Như Thành. Calisto dành riêng một ngày đi từ Thành phố Hồ Chí Minh xuống cảng quốc tế Long An thăm Bầu Thắng. Ông thầy người Bồ Đào Nha nói xúc động: "Không có Bầu Thắng thì tôi không thể có được thành công của bóng đá Việt Nam." Sau 23 năm, Calisto vẫn dành trọn vẹn tình cảm cho Bầu Thắng. Lời chia sẻ kể trên của ông Calisto bao gồm sự cảm ơn và biết ơn dành cho Bầu Thắng. Nhớ lại, thầy lần đầu đến Long An vào cuối năm 2000, đó là kỳ công của Bầu Thắng với bóng đá nước nhà. Mọi chuyện bắt đầu từ thất bại của tuyển Việt Nam tại chung kết Tiger Cup 1998. Ông Võ Quốc Thắng đau đáu mong ước là làm sao để góp phần do bóng đá Việt Nam vô địch Đông Nam Á. Một năm sau, Bầu Thắng được giới thiệu với huấn luyện viên Calisto và lập tức lên đường sang Bồ Đào Nha để gặp mặt. Hai người đàn ông gặp nhau tại Bồ Đào Nha như mối nhân duyên tiền định. Phần còn lại là lịch sử của bóng đá Việt Nam. Bầu Thắng đã tặng Calisto cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam để tuyển Việt Nam làm nên kỳ tích vô địch AFF Cup 2008. Một cột mốc lịch sử khi Việt Nam lần đầu tiên đăng quang tại khu vực trước vô địch thời Calisto làm tiền đề để bóng đá Việt Nam phát triển. Số 2. Sau vòng chung kết U23 châu Á 2018, ông Park lên tận Gia Lai gặp Bầu Đức để nói lời cảm ơn. Ông Park tiếp tục nhắc lại trong ngày ký hợp đồng lần thứ 2 với VFF. Tôi nhớ đến giây phút này 2 năm về trước khi lần đầu tiên được gặp ông Đoàn Nguyên Đức. Ông ấy là người kết nối lương duyên của tôi với bóng đá Việt Nam. Tôi không biết ông ấy là người yêu bóng đá và có tâm huyết lớn. Tôi luôn luôn biết ơn ông Đoàn Nguyên Đức. Bầu Đức là người có 3 lần sang Hàn Quốc để mời huấn luyện viên Park Hang-seo. VFF gặp khó khăn về tài chính thì Bầu Đức đã trả 2 năm tiền lương đầu tiên cho ông Park. Trong suốt 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, ông Park Hang-seo nhiều lần lên Gia Lai gặp Bầu Đức. Ông Park lần nào cũng nói lời cảm ơn và vui mừng khi được Bầu Đức dành thời gian trò chuyện. Ngay trên tay bóng đá Việt Nam, ông Park viết tâm thư có đoạn: "Về mặt cá nhân, tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến ông Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Ông ấy là người đóng vai trò quan trọng với quyết định đến Việt Nam làm việc của tôi. Tôi biết ơn sự động viên không ngừng của ông trong quãng thời gian công tác tại Việt Nam. 5 năm tại đây, ông Park làm thay đổi lịch sử bóng đá Việt Nam gồm Á quân U23 châu Á 2028, top 4 ASEAN 18, vô địch AFF Cup 2018, tứ kết Asian Cup, lần đầu tiên tuyển Việt Nam vào vòng loại thứ 3 World Cup. Đặc biệt, ông Park góp phần giúp cho người hâm mộ hạnh phúc, vui sướng khi xem tuyển Việt Nam thi đấu. Mỗi lần đội tuyển thi đấu thì phố đi bộ Nguyễn Huệ chật cứng người xem, hàng ngàn quán chen chúc, nhiều người cổ vũ cho thầy trò ông Park Hang-seo." Số 3. Nhìn lại hai giai đoạn kể trên, một câu chuyện đầy ý nghĩa là tình cảm, lòng biết ơn của ông Calisto và ông Park Hang-seo dành cho Bầu Thắng và Bầu Đức. Điều đó cho thấy rằng thành công của bóng đá Việt Nam không phải do huấn luyện viên quyết định, mà chính các huấn luyện viên hiểu được phải cảm ơn người Việt Nam đã tạo cơ hội, giúp đỡ họ tạo ra vinh quang.
Nhiều năm qua, chúng ta liệu có nhìn nhận đúng về công lao, sự đóng góp thầm lặng cho các doanh nhân như Bầu Đức, Bầu Thắng? Chúng ta muốn bóng đá Việt Nam bay cao, bay xa và chiến thắng nhưng có tôn vinh hay chiền họ? Vai trò của huấn luyện viên là một phần quan trọng cho một tập thể thành công. Nhưng huấn luyện viên muốn thành công thì phần lớn phải bắt đầu từ chính sức mạnh của bóng đá Việt Nam, là sự chung tay của tất cả, bởi không bột, sáu gột nên hổ. Câu chuyện của bóng đá Việt Nam thời ông Chusier cũng vậy. Liệu có đúng khi sự thành bại triết lý, con người dường như giao hết cho nhà cầm quân người Pháp? Chusier đến rồi lại đi, còn bóng đá Việt Nam luôn chuyển động. Do vậy, đã đến lúc chúng ta cần nhìn lại một cách sòng phẳng những gì huấn luyện viên Chusier đã làm, phản biện một cách đầy đủ và đúng đắn. Những gì không đúng cần thay đổi, kể cả việc đánh giá về khả năng thành công của tuyển Việt Nam dưới thời ông Chusier. Việc bóng đá Việt Nam thành bại thì không thể do huấn luyện viên. Nói như ông Park thì các anh, ai chịu trách nhiệm cho bóng đá Việt Nam trong tương lai? Không ai là thay được.